Chào mừng các bạn đã đến với Tí Hỏi. Tí Hỏi chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Hôm nay Ad sẽ cùng các bạn hỏi đáp và tìm hiểu về những vận động viên nữ tiêu biểu của thể thao Việt Nam, xác lập nhiều kỷ lục, nhiều đóng góp và được rất nhiều người mến mộ. Còn một điều nữa rất chi là xinh nha. Các bạn có tò mò xem những crack quốc dân này là ai không? Nào, hãy cùng Tí Hỏi bắt đầu thôi. Đầu tiên sẽ là một cô gái, một nàng tiên rất chi là siêu. Số lượng huy chương giải thưởng của cô có thể nói là bá đạo nhất khu vực Đông Nam Á, chứ không chỉ ở Việt Nam. Các bạn hãy cho biết cô gái này là ai ạ? 10 giây suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Đã hết ạ. Các bạn có đoán được cô gái này là ai không? Đó chính là vận động viên bơi lội Ánh Viên. Suốt 10 năm thi đấu, Ánh Viên đã trở thành một tượng đài của thể thao Việt Nam, một trong những vận động viên thành công nhất lịch sử SEA Games với 25 huy chương vàng. Bên cạnh một huy chương bạc và một huy chương đồng châu Á, hai huy chương đồng ASEAN cùng huy chương vàng Olympic trẻ, huy chương vàng Đại hội thể thao quân sự thế giới, huy chương bạc World Cup. Cô cũng thống trị các đường đua xanh ở Việt Nam với hàng chục huy chương vàng và các kỷ lục quốc gia. Ánh Viên là kình ngư duy nhất của Việt Nam dự 3 kỳ Olympic liên tiếp. Sinh năm 1996 tại Cần Thơ, Ánh Viên học bơi khi 5 tuổi và nhanh chóng gặt hái thành công. Năm 15 tuổi, cô giành 10 huy chương vàng giải bơi lội các nhóm tuổi vô địch toàn quốc. Sau đó, tiểu tiên cá đạt 2 huy chương bạc khi chạm ngõ SEA Games tại Palembang, Indonesia 2011. Năm 2012, kình ngư 16 tuổi là vận động viên đầu tiên của bơi Việt Nam dự thi Olympic London ở hai nội dung 200m bơi ngựa và 400m hỗn hợp. Ánh Viên bật lên từ SEA Games 27 năm 2013. Kình ngư của Việt Nam giành 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cùng 2 kỷ lục của đại hội. Tại Nai Pi Tau, Myanmar năm đó, Ánh Viên đã giải cơn khát huy chương vàng cho làng bơi nữ Việt Nam sau 54 năm ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Năm 2014, Ánh Viên đạt huy chương vàng Olympic trẻ nội dung 200m hỗn hợp. Cùng năm đó, cô giành 2 huy chương đồng ASEAN tại Indonesia ở các nội dung 200m ngựa và 400m hỗn hợp. SEA Games 28 năm 2015 là kỳ đại hội thành công nhất của cô gái người Cần Thơ khi giành tới 8 huy chương vàng cá nhân, phá 7 kỷ lục SEA Games. Ngoài ra, tiểu tiền cá còn giành huy chương bạc và huy chương đồng tại chặng đua Final World Cup 2015 tại Moscow, Nga. Ở chặng Paris, Pháp, Ánh Viên giành thêm một huy chương bạc nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Sau khi dự Olympic London Rio 2016, Ánh Viên đến với SEA Games 29 tại Kuala Lumpur 2017 và tiếp tục thống trị đường đua xanh khu vực. Cô giành 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và phá 3 kỷ lục SEA Games. Đến SEA Games 30 tại Philippines, Ánh Viên không còn giữ được phong độ cao nhưng vẫn giành 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và trở thành vận động viên hay nhất SEA Games 2019. Với những thành tích đạt được, Ánh Viên trở thành biểu tượng của thể thao Việt Nam trong một thập kỷ qua, từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất 2019. Ui, bề dày thành tích của cô quá là khủng rồi. Thôi, mình cùng chuyển qua vận động viên tiếp theo đi. Chuyện về Ánh Viên, nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì comment xuống dưới, An sẽ kể tiếp ở video khác nha. Giờ là tới hai cô gái Việt Kiều rất chi là xinh này. Đố các bạn biết hai chị em song sinh này là ai? 10 giây suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Hết giờ. Các bạn đã đoán được hai chị em xinh như minh tinh này không ạ? Đó chính là hai chị em Thảo Vi và Thảo My của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên kỳ tích đã xảy ra với đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam tại nhà thi đấu Thanh Trì. Đây có thể coi là cột mốc đánh dấu lịch sử của bóng rổ nữ Việt Nam. Đó là đội bóng rổ nữ nước ta đánh bại Philippines, đất nước vốn được xem là không có đối thủ trong khu vực. Và không phụ sự kỳ vọng này, ngày 14 tháng 5 vừa qua, các cô gái tuyển bóng rổ đã giành huy chương bạc ở nội dung 3x3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển bóng rổ nữ Việt Nam mang về thành tích ở sân chơi khu vực. Làm nên sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn không thể không kể đến hai chị em song sinh nhà họ Trương, Thảo My và Thảo Vi, những cú ném bóng chính
Những pha phòng ngự tuyệt vời của cặp chị em mang hai dòng máu Việt-Mỹ đã giúp Việt Nam giữ vững những thế trận trước đối thủ. Được biết, Thảo My và Thảo Vi thường gọi là Trương Twin, sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas, Mỹ, có bố là người Việt, còn mẹ mang hai dòng máu Việt-Mỹ, được bố một cựu cầu thủ bóng rổ tập luyện từ 5 tuổi. Hai chị em có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng cam, ước mơ là được đứng trên đỉnh cao của bóng rổ thế giới. Nhưng trước khi chạm đến ước mơ chinh phục ngôi vị bóng rổ cao nhất thế giới, Thảo My và Thảo Vi đã quyết định trở về quê hương với mục tiêu giành tấm huy chương lịch sử cho bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 31. Chẹp chẹp, tới đây nhiều bạn nam chắc nhận vợ của các ông rồi đây. Thôi, đừng có giành nhau, mình đến với những vận động viên tiếp theo, biết đâu các bạn nam lại... Tiếp theo, chúng mình cùng tới bộ môn điền kinh. Các bạn hãy cho biết vận động viên điền kinh trong ảnh là ai? 10 giây suy nghĩ cho các bạn bắt đầu! Tinh! 10 giây kết thúc, đáp án của A chính là vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ SEA Games 31 rất được chờ đợi khi có sự góp mặt của nữ hoàng Đông Nam Á Nguyễn Thị Oanh. Đúng như dự đoán, chân chạy quê gốc Bắc Giang. Cán đích đầu tiên với tổng số 9 phút 52 giây 46, qua đó phá kỷ lục SEA Games cũ của chính cô là 10 phút 00 giây 02. Như vậy, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất giành hat-trick huy chương vàng tại SEA Games 31 sau khi chiến thắng ở cự ly 1.500m và 5.000m trong ngày 14 tháng 5. Tại SEA Games 30 năm 2019, Nguyễn Thị Oanh cũng giành 3 huy chương vàng tại các cự ly tương tự. Thôi, chia tay với điền kinh, mình chuyển qua bóng đá nhé! Chẹp chẹp, nói đến đội tuyển nữ thì hơi bị nhiều. Axin chọn một cô gái được mệnh danh là crush quốc dân đi. Các bạn hãy cho biết cầu thủ này là ai? 10 giây suy nghĩ cho các bạn. Bắt đầu! Mười giây đã hết ạ. Các bạn có đoán được cô gái này là ai chưa ạ? Đó chính là cầu thủ Nguyễn Thị Thành Nhã. Nguyễn Thị Thành Nhã sinh năm 2001, thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội Wasabi. Cô là cầu thủ có lối đá máu lửa, kỹ thuật và tốc độ, được huấn luyện viên Mai Đức Chung đặc biệt ấn tượng. Trong hành trình giành vé World Cup lịch sử, Thành Nhã có những đóng góp thầm lặng trong lối chơi của đội, tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ. So với thời điểm bây giờ thì chúng tôi đã thay đổi rất nhiều so với các cô gái ngày xưa. Bóng đá nữ hiện được đầu tư và quan tâm nhiều hơn. Chúng ta phải đánh đổi nhiều thế hệ để có chiến tích ngày hôm nay. Trước câu hỏi của một YouTuber rằng, triệu người muốn hỏi một câu, vườn hồng Nhã có ai thầu hay chưa? Nữ tuyển thủ xinh đẹp đáp, anh hỏi thì em xin thưa, em đặt mật khẩu nên chưa ai vào. Dù đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng hoa khôi của tuyển nữ Việt Nam cũng đốn tim các chàng trai, đặc biệt là trong ngày rất đặc biệt 14 tháng 2. Ở tuyển nữ Việt Nam, Thanh Nhã có biệt danh là vợ quốc dân. Dù vậy, cơn lốc đường biên của tuyển nữ hiện vẫn chưa có bác trai. Thanh Nhã cho biết mẫu người yêu lý tưởng của mình trong tương lai phải đẹp trai và trắng. Đấy đấy, anh nào mạnh dạn lên nào, biết đâu lại hốt được em ý về. Tạm biệt bóng đá, mình quay trở lại với bộ môn điền kinh, căn bản điền kinh Việt Nam, bá chủ Đông Nam Á mà. Các bạn hãy cho biết cô gái này là ai? 10 giây suy nghĩ cho các bạn, bắt đầu! Hết giờ, đáp án của các bạn có giống át không? Đáp án của át chính là vận động viên Quách Thị Lan. Quách Thị Lan là vận động viên rất tài năng của thể thao Việt Nam. Cô tham gia các cự ly chạy 400m, 400m rào, tiếp sức 400m nữ và hỗn hợp nam nữ tại các kỳ SEA Games. Đỉnh cao sự nghiệp của cô từng giành huy chương vàng ACH 2018 ở nội dung 400m rào nữ. Dù vậy, trên đường chạy SEA Games, Quách Thị Lan chưa bao giờ giành huy chương vàng cá nhân mà chỉ có thể giành huy chương vàng tiếp sức. Đối thủ lớn nhất của Lan chính là vận động viên Nguyễn Thị Huyền. Tại SEA Games 31, những ngày qua, Quách Thị Lan cũng để thua Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy 400m. Cô và các đồng đội mất huy chương vàng vào tay người Thái Lan ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m. Trên đường chạy 400m rào, chiều ngày 17 tháng 5, Quách Thị Lan đã xuất sắc vượt qua Nguyễn Thị Huyền để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành huy chương vàng SEA Games.
Thành tích của Lan là 56 giây 32. Huyền giành huy chương bạc với 56 giây 40. Đó, đây toàn là những cô gái vàng của thể thao Việt Nam thôi, đúng chất phụ nữ Việt Nam, tài giỏi, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Sinh thế giỏi thế nhưng chả thể có được át, he he. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Được xíu thôi, các bạn thấy chủ đề của video hôm nay thế nào ạ? Ăn mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn để át ngày càng hoàn thiện video hơn. Nếu video này hay, hãy like, share giúp mình. Có gì góp ý, các bạn hãy để lại bình luận xuống dưới video nha. Át xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!